Hello, chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái mẫu xe gọi là mới về bên em và rất là đặc biệt. Cái mẫu xe này nó rất là đẹp luôn. Và nó thật sự là cái tính năng của nó rất là thể thao. Nên em sẽ quay và giới thiệu cho anh chị xem coi là cái mẫu xe này nó đẹp như thế nào và thể thao như thế nào ha. Thì bây giờ em sẽ đi ra ngoài. Giờ em sẽ ra ngoài và quay cho anh chị chi tiết về chiếc xe này ha. Dòng này là dòng Hyundai Veloce. Anh chị thấy không? Mẫu mã cực kỳ đẹp và nói chung là cực kỳ ấn tượng luôn. Nó được thiết kế hai màu ha, đỏ và đen, rất là quyền lực và sang trọng luôn. Anh chị nhìn không? Nếu mà nhìn hướng về bên góc bên này nè thì là nó dạng như là một chiếc, không phải là một chiếc xe nữa ha, nó dạng như một chiếc Boeing nữa. Rất là đẹp tại vì nó thiết kế theo là một cái viền đen chạy dài nè. Nha. Và cửa nóc Obama toàn cảnh luôn trên này. Thì cho nên những cái chiếc xe như thế này thì rất là thể thao. Nó bánh bông thì cực kỳ đẹp luôn. Được phối màu. Vỏ thì rất là mỏng. Mâm thì mâm lớn luôn ha. Mâm này là mâm 18 inch lận. Rất là bự, rất là to. Thắng nè. Thì cho nên là những chiếc xe thể thao như thế này đi thì ngoài đường rất là hiếm luôn nha. Và đặc biệt của cái xe này là nó có ba cửa thôi, ba cánh cửa thôi. Nó thiết kế rất là lạ lùng luôn. Xi nhan trên gương nè. À, vì sao nó lại thiết kế ba cánh cửa thì em sẽ cho anh chị xem trên Google nó sẽ có. Ben je zeker? Ja, echt. Laatste stukje loop ik wel hoor. Is ook wel lekker, een beetje frisse lucht. Oké. Doe je wel voorzichtig? Oké, tot snel. Ben je het zeker? Ja, echt. Laatste stukje loop ik wel hoor. Het is ook wel lekker, een beetje frisse lucht. Doe je wel voorzichtig? Oh. Andere kant, mevrouw. Dankjewel, meneer. Tot snel. Thì anh chị ha, bên khung bên này tài xế ha là có một cánh cửa một thôi. Đó, có một cánh cửa một như thế này thôi, không có cánh cửa thứ hai. Đó, nhưng mà bên này sẽ cho anh chị coi. Nó thiết kế rất là lạ và rất độc. Bên này nó sẽ có là hai cánh cửa. Đó, hai cánh cửa nha. Đây cánh cửa nữa. Vậy thấy không? Và nó thiết kế, lý do nó sao nó thiết kế như thế này thì bên nhà hãng người ta cũng đã có một cái gọi là phương án gọi là cho xe ví dụ cập lề thì người bên trong này mới được mở thôi nha, mới được vô trong. Còn mà mở về phía bên này, người ngồi sau mà mở về phía bên này thì nó sẽ là rất là nguy hiểm, là đường xe chạy có thể là tông. Còn riêng tài xế thì mặc định rồi, tài xế thì rất là tin tưởng, khi tài xế mở xe ra thì bảo đảm với anh chị là không có tông được, còn như mà ghế phụ là bị. Thì về phần cái đuôi xe này anh chị nè, rất là ấn tượng ha. Nhìn nó rất là thể thao và ấn tượng luôn. Đây là Hyundai nha anh chị nha. Veloce. Biển số 51 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hai cái ống bô xả. Ống bô kép ha. Nhìn rất là sang và rất là ngầu. Đâu, em sẽ quay dưới này coi là ống bô nó thiết kế như thế nào ha. Tại nhìn nó rất là lạ. À, nó sẽ có một cái trục. Đây, nó dẫn hai ống bô ra đây. Ôi, hồi quá. Và sẽ có là cảm biến ha. Cảm biến da. Nhìn cái cụm đèn. Cụm đèn này là cụm đèn LED luôn. Nhìn rất là đẹp. Phải nói là đẹp. Thiết kế phải nói là đẹp. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái thử cái phần cốp sau này. Với là ấn tượng ha. Cốp sau. Mở lên một cái là coi như là toàn luôn ha. Đó, mở lên một cái gọi là hết luôn. Thiết kế cái cốp này rất là hay. Và cái cốp này thì khoang cốp thì cực kỳ rộng. Rất là rộng. Bánh xe cua cũng đầy đủ hết à. Cốp này mà mình đi chơi
đi du lịch thì nói với anh chị tha hồ để đồ, rồi nhìn về hướng sau này mà nhìn về phía mà bên trước xe thì cũng khá là rộng ha. Tí nữa em sẽ ngồi vô trong thử xem là ngồi nó như thế nào và có thoải mái hay không. Xe thì nói chung là keo chị là nguyên zin hết nha, nguyên zin hết. Mấy cái phần keo chị là nguyên zin, bên em sẽ bao cho anh chị cái phần đó ha, anh chị yên tâm. Bây giờ em sẽ đóng cốp xuống nha. Đây, mâm này anh chị nè, đẹp ha. Sau là thắng đĩa, trước cũng thắng đĩa, ABS, chống bỏ phanh nè. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh chị vô sâu bên trong. Vô sâu bên trong ha, và em sẽ ngồi vô đó thử xem coi. Tại vì xe này nó rất là lạ. Hình như là từ hồi mà quay xe mới bán xe giờ ít có những cái xe như thế này ha. Nói chung là ngồi cũng được ha, nó cũng hơi chặt. Cái đầu nó cũng đụng lên tới nóc. Nó ngồi được ha. Chỉ có là vô ra một cửa thôi nha, chứ không có cửa bên này là bí rồi. Cho nên là vô ra một cửa thôi. Trần thì này rin. Và đặc biệt cái cửa sổ trời nữa nha. Toàn cảnh luôn ha. Khi mà mình đi du lịch, đi chơi thì khỏi bàn, rất đẹp. Cửa đó người ta gọi là panorama, nó toàn cảnh tuyệt vời. Xe này thì anh chị cứ lên xem trực tiếp ha. Tại vì những cái dòng xe như thế này á, là mình phải lên thực tế và coi. Nhiều khi nó đẹp thì mình lấy ha. Nhiều khi những cái xe này nó rất là kén, tại vì thể thao mà, dành cho những anh chị trẻ mới cưới ha, có thể lấy đi chơi, đi du lịch. Về cái phần khoang trước này thì ngồi nó thoải mái hơn. Nó thiết kế dành như cho hai người thôi, cho nên là ngồi rất là thoải mái khi ngồi trước như thế này. Và xe này trang bị thấy túi khí cũng nhiều nha. Nó sẽ có là một cái túi khí bên phụ, cái túi khí bên tài, hai cái túi khí hai bên hông này nè anh chị. Đó, hai cái cột này nó sẽ có hai cái túi khí nữa. Đây anh chị ha. Đây là nó cũng có một ghi là một cái túi khí, nhưng ngay đây thì em cũng không biết là nó có phải là túi khí hay không nha, tại vì mấy xe này cũng chưa có ai lắm. Thì hai bên này nó sẽ có hai cái ha. Đó thì em sẽ báo cái mức giá cho anh chị luôn nè, để anh chị coi là phù hợp để lấy không. Cái xe này là nhập của Hàn Quốc ha. Đó, nhập Hàn Quốc luôn. Máy của nó rất là nhỏ, máy của nó 1.6 thôi, thì cái mức tiêu hao 1.6 thì nó rất là ít, tại vì nó cũng như những cái xe mà bình thường ha. Nó khoảng chừng 8 lít 7 lít là hết cỡ rồi. Máy xăng đời 2011 nè anh chị. Bên em sẽ bán với giá là 390 triệu. Đó, anh chị cứ tham khảo xem là coi như là những cái mẫu xe như thế này thì thị trường nó sẽ là bao nhiêu ha. Chứ còn thật sự là những cái xe này là xe gia đình người ta đi, cho nên là chất xe phải nói là đẹp, và cái giá tiền của nó sẽ khác ha. Đó, cho nên là mọi người bán một kiểu. Mâm mấy cái vỏ xe thì khá là ok luôn, cái vỏ rất là dày, gai rất là ấy. Những cái xe như này thì anh chị chỉ có lấy về mà đi gia đình thôi ha. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu sơ về cho anh chị về cái phần đèn ha. Đèn xe thì nó sẽ có là một dãy đèn định vị ban ngày đó, và một cái đèn bi cầu đó, và đèn gầm vậy đó. Cái dàn đèn này nhìn thì cũng hâm hố và đẹp. Biển số 51 nữa, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào mà thành phố Hồ Chí Minh mà lấy những chiếc xe như thế này về đi thì phải nói là ra đường thì chắc người ta ngắm nhìn dữ luôn ha. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị vô chi tiết về bên trong cái khoang lái. Thấy cánh cửa anh chị ha, mở ra nó rất là rộng, rất là to. Cho nên bước vô những cái xe như thế này anh chị ha, rất là thoải mái luôn. Này lái xe này giống như là dạng như là lái xe phản lực. Nó sẽ có là kính ghế chỉnh điện ha. Ghế chỉnh điện nè. Ghế chỉnh điện. Vô lăng nè anh chị. Vô lăng thì vô số nút luôn.
xe số tự động và sẽ có lẫy số tay ha, lẫy số tay bên sau này. Lẫy số tay, nghĩa là lẫy số tay là số thể thao nha anh chị nha, cho nên người ta sẽ lẫy số tay. Màn hình thì bình thường rồi, không có gì hết, không có đặc sắc, nhưng mà những cái này là máy lạnh thì ô tô tự động đề start-stop. Và đặc biệt bây giờ em sẽ mở luôn cái phần cửa sổ trời cho anh chị xem ha. Như thế nào? Em đóng lại nha, em đóng lại nè. Đó, giờ em mở ra nha. Đây, quay lên đi, giờ em sẽ mở ra nè cho anh chị xem cho kỹ hơn ha. Đó. Khi mà mình đi du lịch á thì những cái cửa sổ trời như thế này á thì nó rất là hay. Đây, em sẽ dè lên. Rút cái đầu lên nè. Đó, đi du lịch mình có thể là ngóc cái đầu lên nha. Cái này là người bên phụ ngóc thôi nha, chứ mình đang lái mình ngóc lên là tiêu luôn á. Lâu lâu quay cái xe phải nói là lạ như thế này thì nhiều cái gọi là thích ha, thích thú. Rồi, bây giờ em sẽ đi ra ngoài và quay cho anh chị xem những cái động cơ ha. Thì cái xe này nó cũng có cái chức năng gọi là gập gương nha. Mấy cái đó là nó phổ thông, tại vì những cái xe như thế này là phải có hết ha. Cho anh chị xem cái khoang động cơ máy. Nhìn cái khoang động cơ anh chị thấy không? Rất là hầm hố và tuyệt vời. Phải nói là Hyundai thì thiết kế ra xe thì nói chung là phổ thông cũng có, mà những cái xe mà đẹp như thế này thì nó nhìn rất là ấn tượng. Máy nổ cực kỳ êm luôn, 4 máy ha. Nó sẽ có cục ABS nằm bên trong anh chị. Về nhìn cái phần đầu này anh chị nè. Những ốc ác này kia là tán này là không có, chưa mở luôn nha. Những cái xe xích xe mà người ta gia đình mà dạng như thể thao này thì người ta rất là ít đi, cho nên là cái chất lượng xe thì khá tốt ha. Anh chị cứ lên xem xe, có thể là thương lượng ha, để bớt vài triệu để có thể là anh chị lấy về sang ra tên. Và một là xe ra tên, hai là ký ủy quyền xài ha, tùy anh chị thôi. Thì anh chị nào mà thích cái mẫu xe này hãy nhấc máy alo liền cho bên em ha. Thôi, bên em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.